Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ ba 18 tháng 7 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 15 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-dìn, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Sidon thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ hai. Đức Giêsu nói với tất cả các môn đệ cũng như là những người đến nghe lời Chúa đó. Chúa bảo rằng anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an, Thầy đến để đem gươm giáo. Và chúng ta đã chia sẻ với nhau, đi theo Chúa, Chúa đẩy chúng ta vào một cuộc chiến. Mình có thể nói như vậy cho nó dễ hiểu. Đi theo Chúa thì Chúa đẩy chúng ta vào một cuộc chiến. Để rồi chúng ta cần phải, thứ nhất là phải chọn lựa, chọn Chúa hay là chọn thế gian. Và cái thứ hai, nếu chọn Chúa thì thế gian cũng sẽ ghét bỏ chúng ta. Rồi chọn Chúa thì chúng ta cũng phải đáp ứng những cái đòi hỏi của Chúa. Ngày hôm qua sau khi chia sẻ xong thì có một anh thanh niên anh nhắn tin cho con. Anh ấy nói rằng: Cha ơi, tại sao đi theo Chúa mình phải hy sinh? Một câu nói cũng khá là đơn sơ. Con cũng trả lời đơn sơ với anh ấy rằng là: Thế con đi học con có phải hy sinh không? Con muốn giúp cha giúp mẹ con có phải hy sinh không? Nếu như muốn học một cái điều gì đó, nếu như muốn tỏ lòng là yêu mến ai thì chúng ta cũng đã phải có những hy sinh. Huống chi là nếu muốn có nước trời. Nước trời thì là Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta cũng phải xứng đáng. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói: Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo. Vì thế câu Kinh Thánh ngày hôm qua cũng nhắc nhở con nhiều lắm. Ví dụ như là sáng hôm nay khi đi dâng lễ ở ngoài này, sáng thì thường nếu dâng lễ ở nhà thì 5 giờ, nhưng mà hôm nào dâng lễ ở ngoài thì cũng 5 giờ, nhưng mà là phải đi sớm hơn. Sáng thì 4 rưỡi là phải chuẩn bị đi rồi. Trời nó lại đổ mưa. Thế thì trong những cái lúc như vậy thì nó cứ bị lười. Nhưng mà con câu Kinh Thánh ngày hôm qua nó nhắc nhở con là bây giờ muốn đi theo Chúa hay theo thế gian, hay theo bản thân mình, đi theo Chúa thì phải chiến đấu nhé. Chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với những khó khăn, chiến đấu với những bản thân mình. Thế thì con lúc nào con cũng ý thức mà mình đi tu, mình được ở trong nhà dòng, rồi mình cũng không có phải quá làm lũ vất vả kiếm cơm kiếm áo. Thế thì chính vì thế mà mình phải có những cái hy sinh. Thế thì con cũng có một chút cái tâm nguyện với Chúa mà con cố gắng, ngoài những cái việc bổn phận ra thì con cũng cố gắng là làm một cái gì đó cho những người đau khổ, cho các bệnh nhân, cho những người nghèo. Đó là ngày hôm qua Thầy đến không phải để đem bình an mà đã đem gươm giáo. Chúa đẩy chúng ta vào một cuộc chiến. Để rồi nếu muốn đi theo Chúa thì chúng ta cần phải chiến đấu. Chiến đấu với thế gian, chiến đấu với chính bản thân mình. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Chúa Giêsu quở trách một số thành mà Chúa Giêsu làm rất là nhiều phép lạ, chữa bệnh rồi trừ quỷ rồi hóa bánh ra nhiều rồi cho kẻ chết sống lại, nhưng mà họ thì Chúa làm phép lạ thì họ rất là vui đấy, nhưng mà đi theo Chúa thì họ lại không. Có một lần thì con cũng có gặp một cái chị này cũng có gia đình rồi, cũng có một người con. Thế thì khi đến thăm thì nói chung là anh chị ở Sài Gòn thì nói chung nhà cửa thì cũng nói chung là cũng đầy đủ. Thế thì khi ngồi ăn cơm thì chị nói, chị bảo: Cha, tạ ơn Chúa vì gia đình con thì cũng có nhà có cửa cũng là đầy đủ. Thế nhưng mà mỗi khi về quê thăm mẹ con thì con cảm thấy rằng đúng là ở thế gian này vẫn còn có những người phụ nữ tuyệt vời. Nếu có một cái sự ngưỡng mộ thì con ngưỡng mộ chính mẹ của con.
Bởi vì cuộc đời của mẹ của con nó rất là hy sinh cho chồng, hy sinh cho con. Thậm chí từng cái bữa ăn mẹ con đôi khi cũng nhịn để mà cho chồng, cho con ăn, thì con thấy là con quá là ngưỡng mộ. Thế nhưng mà sống như mẹ con thì chắc là con không sống được như thế. Con ngưỡng mộ mẹ con thôi, nhưng mà bảo sống như mẹ con, hy sinh cho chồng cho con thì có lẽ là con không có làm. À, thế thì mượn cái hình ảnh đó để đi vào, khi Đức Giêsu làm nhiều phép lạ thì người ta ngưỡng mộ Chúa lắm, nhưng mà sống như Chúa, sống nghèo, sống hy sinh, sống hiền lành, sống vì nước trời thì người ta lại không. Người ta chỉ muốn cho làm phép lạ cho người ta thôi. Người ta đây là ai? Là người ta đây là chính mình đấy. Thấy các thầy các sơ mặc đồ đẹp quá thì mình muốn đi tu. Thế nhưng mà vô nhà dòng sống gọi là một cuộc sống thinh lặng, một cuộc sống hy sinh, một cuộc sống cầu nguyện thì mình lại không muốn làm. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu nói với một số thành đã đón nhận được nhiều phép lạ của Chúa, rất là vui đón nhận được nhiều những phép lạ của Chúa. Nhưng mà sống như Chúa thì họ lại không chịu, họ chỉ muốn chỉ thích phép lạ thôi. Đối với tất cả chúng ta thì cũng vậy đấy. Mình đến với Chúa thì mình cũng muốn Chúa ban cho mình cái này, ban cho mình cái kia, nhưng mà sống như Chúa, chịu đóng đinh như Chúa thì chúng ta có thể là chúng ta lại không muốn. Chúng ta đến với Chúa chúng ta xin đủ điều, nhưng mà sống nghèo như Chúa thì chúng ta chưa dám. Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-xin, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm ở Tia và Sidon thì họ đã mặc áo vải thô rắc cho lên đầu, ăn năn sám hối từ lâu rồi. Chúng ta thấy là Tia và Sidon là hai cái thành tội lỗi. Thế thì là bởi vì là họ không có chịu sám hối nên là đã bị xử phạt. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Chúa Giêsu nói là nếu mà Tia và Sidon mà gặp được Chúa Giêsu, mà thấy được những phép lạ của Chúa Giêsu thì người ta đã theo Chúa rồi. Người ta đã sám hối, đã từ bỏ tội lỗi mà theo Chúa rồi. Theo Chúa thì nó có hai ý này. Thứ nhất, theo Chúa thì phải từ bỏ tội lỗi, và theo Chúa thì phải vác thập giá mình mà theo Chúa. Thế thì Chúa nói là Tia và Sidon nó bị thiêu hủy. Nhưng mà tiếc cho hai cái thành này, nếu mà hai cái thành này mà đón nhận được những phép lạ mà Chúa làm như là làm ở Bết-sai-đa thì họ đã sám hối rồi. Thế thì khốn cho các ngươi Bết-sai-đa, người đã thấy Chúa Giêsu, người đã đón nhận được nhiều phép lạ của Chúa Giêsu mà không chịu từ bỏ tội lỗi, không chịu sám hối, không chịu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi con đang live stream đó thì mà có người gọi đó nên nó bị ngắt. Nên ông bà và anh chị em mà khi gọi cho con mà thấy con ngắt máy đó thì biết là con đang bận nhé. Nhiều khi người ta cứ gọi liên tục, nhiều khi gọi cả chục cú đó. Rồi trở lại câu chuyện, Chúa Giêsu nói Bết-sai-đa là Bết-sai-đa đón nhận được bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu ơn lành của Chúa mà không có chịu từ bỏ tội lỗi, sám hối đó, không có từ bỏ tội lỗi, không theo Chúa. Tia và Sidon mà họ được như thế thì họ đã sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ca-phác-na-um, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu có phép lạ làm nơi ngươi mà được làm tại Vì nếu có phép lạ làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ Rôm thì thành ấy đã tồn tại đến ngày nay, tức là đã không bị phá hủy rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét đất Sơ Rôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Thế thì tóm tắt lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở những người đã được nghe lời Chúa, những người đã đón nhận được bao nhiêu ơn lành của Chúa thì phải sống tốt hơn. Thì phải sống tốt hơn. Chúng ta được sinh ra trong một giáo xứ toàn tòng này, chúng ta được sinh ra trong một giáo xứ mà ngày nào cũng có thánh lễ, thế mà nhiều khi nhà sát nhà thờ lại không thèm đi lễ. Có các cha đến giải tội lại không thèm xưng tội. Là người có đạo, lắng nghe được lời Chúa, đón nhận được biết bao nhiêu những cái ân huệ của Chúa thương ban mà sống còn thua một cái người dân ngoại nữa. Thế thì Chúa nói rằng là tất cả những ai đã được nghe lời Chúa, đã đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa mà sống không ra làm sao nữa, sống thua cả những cái người mà không biết Chúa đó, thì đến ngày mà ra trước tòa Chúa thì Chúa sẽ đòi hỏi, Chúa sẽ phạt nặng hơn. Nếu như người ngoại người ta phạm cái tội đó thì người ta bị xử phạt, nhưng mà mình là người có đạo, mình cũng phạm cái tội như là cái người dân ngoại thì mình sẽ phải phạt nặng hơn. Thế thì tóm lại,
con cũng như là tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta được lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, chúng ta đón nhận được nhiều ơn Chúa mỗi ngày, thì chúng ta hãy cố gắng sống tốt hơn. Hãy cố gắng sống tốt hơn qua những hy sinh mỗi ngày. Hãy cố gắng sống tốt hơn khi chúng ta đừng có gọi là hưởng thụ, đừng có mà gọi là ham hố sự thế gian quá. Chúng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn qua việc dành thời gian cho Chúa, qua việc đi lễ đọc kinh cầu nguyện, và dành thời gian để cũng như là tiền tiền của để phục vụ những cái người nghèo. Vì thế thì tất cả những ai kết bạn với con á, thì con cũng động viên tất cả chúng ta mỗi tháng chúng ta đừng quên người nghèo, mỗi tháng chúng ta đừng quên người nghèo. Đó là một cái việc bác ái, một cái việc tốt mà rất là hữu hiệu, rất là cụ thể mà chúng ta đi theo Chúa chúng ta cần phải làm. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.